tường vi ạ, tường vi thoát thân nhé bạn nhé. Các cây tường vi mà bạn nhìn ở đây ý, là cao khoảng tầm 1m đến 1m8. Toàn là những cái cây thoát thân, và hai nữa là các cây gốc của nó ấy, là nó to được đường kính khoảng tầm 2 đến 3 cm ạ. Tất cả các cái cây tường vi này ấy, thì đều trong cái túi vải rồi, nên là việc mà vận chuyển đi xa là rất là đảm bảo, bởi vì cây đã được nuôi dưỡng thuần dưỡng ở trong các cái túi vải rồi. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây tường vi thoát thân ạ, cây cao tầm 1m rưỡi, 1m7, thì vui lòng truy cập vào website là www.hulatrees.com, hoặc là có thể gọi điện để đặt hàng trực tiếp cho một trong các số điện thoại trên màn hình. Ngoài cái hàng mà thấp khoảng tầm như thế này thì nhà mình còn có cái lô này là cao hơn ạ. Các cái cây ở đây thì đường kính gốc của nó là khoảng từ 5 đến 7 cm, và chiều cao của nó khoảng tầm 2m, 2m rưỡi, tùy cây ạ. Đặc biệt là cũng thuần dưỡng trong các cái túi vải rồi. Các bạn có nhu cầu mua tường vi ạ, mà hàng thoát thân như này, cây thoát thân khoảng tùy từng cây ạ, có cây khoảng 1m đến 1m rưỡi. Các bạn có nhu cầu thì ủng hộ cho nhà mình nha. Cảm ơn các bạn ạ.